Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin làm phần cuối tiếp theo về lịch sử đen của Công giáo, phần cuối cùng. Núi tội ác thứ năm, gây hận thù và bắt hại người Do Thái. Khi nói đến vấn đề bắt hại người Do Thái, thường chúng ta nghĩ ngay đến lò thiêu người tập thể của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, những lò thiêu người tập thể này chỉ là sự tiếp nối và là giai đoạn cuối cùng của chính sách kỳ thị và bắt hại người Do Thái của Kitô giáo. Mới đầu là Kitô giáo Roma, hay còn gọi là Công giáo, trong mấy thế kỷ đầu, rồi sau đó từ thế kỷ thứ 16 song hành với Tin Lành. Chính sách kỳ thị và bắt hại người Do Thái được thi hành qua ba chủ trương: cưỡng bức cải đạo, cưỡng bức cải đạo không được thì trục xuất, trục xuất không được thì giết. Vậy 6 triệu sinh mạng Do Thái bị hủy diệt bởi Đức Quốc xã ở Âu Châu trong Thế chiến thứ 2, xảy ra trong các nước Kitô giáo ở Âu Châu như Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, Tiệp Khắc, vân vân. Và vô số sinh mạng Do Thái bị hủy diệt bởi Kitô giáo trong các cuộc thập ác chinh, trong các tòa án xử dị giáo, vân vân. Tất cả đều nằm trong giai đoạn cuối của chính sách chống Do Thái của Kitô giáo. Thật vậy, học giả nổi tiếng Ron Hotbit, chuyên gia nghiên cứu về Holocaust, đã viết trong cuốn Sự tiêu diệt những người Do Thái Âu Châu như sau: từ thế kỷ thứ tư đã có 3 chính sách chống đối Do Thái: cưỡng bức cải đạo, trục xuất khỏi xứ và hủy diệt. Chính sách thứ hai là chính sách thay thế cho chính sách thứ nhất khi chính sách này không thành công. Và chính sách thứ ba cũng là để thay thế cho chính sách thứ hai, những nhà truyền giáo Kitô giáo đã chẳng từng nói: các ngươi không có quyền sống giữa chúng tôi như là người Do Thái, nghĩa là phải cải đạo thành tín đồ Kitô và mất đi căn cước Do Thái. Các nhà cai trị thế tục thường là ở phần thần quyền hay cai trị song song với thần quyền, tuyên bố các người không có quyền sống cùng với chúng tôi, nghĩa là phải bị trục xuất ra khỏi xứ, thí dụ theo đề nghị của Martin Luther, vân vân. Sau cùng, Đức Quốc xã đã ra nghị định các ngươi không được quyền sống, do đó thực hiện giải pháp cuối cùng, Final Solution, nghĩa là tận diệt người Do Thái. Quá trình này bắt đầu bằng toan tính của người Do Thái và Kitô giáo. Một sự phát triển chính sách được tiếp nối để cưỡng bách trục xuất những nạn nhân, và cuối cùng là lùa người Do Thái vào chỗ chết. Như vậy, Đức Quốc xã không dẹp bỏ quá khứ chống Do Thái của Kitô giáo, mà được xây dựng trên đó, không bắt đầu sự phát triển chính sách chống Do Thái, mà là hoàn tất chính sách đã có. John Conwell, một học giả Cato, viết trong cuốn Giáo Hoàng của Hitler: vào khoảng giữa năm 1997, tôi ở trong tình trạng bị một cú sốc về đạo lý. Những tài liệu tôi thu thập được không thể dùng được để diễn miễn trách nhiệm cho Giáo Hoàng Pius thứ 12, là một bản cáo trạng còn gây tai tiếng hơn là bản cáo trạng của Hotbit, là người đã chỉ trích Pius thứ 12 bằng chứng thật mạnh mẽ. Lần đầu tiên nó chứng tỏ ba sao trên tục của tinh tục của Pius thứ 12 qua chính những lời của ông ấy, là một người chống Do Thái có môn bài, có chứng tỏ rằng
nó chứng tỏ rằng ông đã giúp cho Hitler lên cầm quyền và cùng lúc phá ngầm khả năng kháng chiến của Cato giáo ở Đức. Nó chứng tỏ rằng ông ta ngụ ý phủ nhận và tầm thường hóa những lò sát sinh của Đức Quốc xã, dù rằng ông ta biết rõ nội vụ. Và tệ hơn cả, ông ta là một người đạo đức giả. Vì sao khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông ta lại mang danh không xứng đáng là người đã công khai chống sự bạo hành của Nazi qua quần máy tuyên truyền của Cato giáo Roma? Và Sam Harris trong cuốn sách mới xuất bản Thư cho một quốc gia Kitô đã viết trang 41 và 42: hãy xét đến những lò thiêu sống tập thể của Đức Quốc xã chủ nghĩa chống Do Thái dựng lên những trại tử thần của Nazi, là thừa hưởng trực tiếp chính sách của Kitô giáo thời Trung Cổ. Trong nhiều thế kỷ, những người Âu Châu Kitô đã coi những người Do Thái như là những giống người lạc đạo tệ mặt nhất, và gán cho sự hiện diện của người Do Thái trong đám tín đồ Kitô là nguyên nhân của mọi điều xấu xa trong xã hội. Chính Vatican đã thường xuyên vi tụ cho người Do Thái giết Chúa trong báo chí của Vatican cho tới năm 1914, và cả hai giáo hội Cato cũng như Latin đều có một thành tích ô nhục đồng lõa trong chính sách diệt chủng dân Do Thái. Từ vài tài liệu trên, trong số tài liệu về sự liên hệ giữa chính sách chống Do Thái của Kitô giáo và lò sát sinh của Đức Quốc xã, ngày nay không ai còn có thể phủ nhận sự liên hệ ô nhục giữa một tôn giáo Kitô giáo và một chính quyền thế lực Đức Quốc xã, đưa đến kết quả là 6 triệu người Do Thái đủ mọi lứa tuổi bị giết một cách bừa bãi, mang rợ, không kém những vụ giết người bừa bãi ở những tòa án xử dị giáo hay những cuộc săn lùng phù thủy của Cato giáo Roma. Nhưng ngày nay, giáo hoàng Benedict thứ 16 hầu như quên hết lịch sử Cato giáo Roma trên trang nhà Tiếng Nói Giáo Dân có đăng tâm thư của ông ta gửi. Không biết gửi cho ai, nhưng ngay dưới câu giáo hoàng Benedict thứ 16 gửi đến thì có hình của 15 vị mặc áo đỏ hay áo trùng thâm, ngực đeo thánh giá và mặt mũi không trộn lẫn đi đâu được là người Việt Nam. Tâm thư của giáo hoàng có những câu như sau, với vài lời bình luận của Trần Trung Ngọc: ngày nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của giáo hội. Từ ngữ đó đôi khi bị lạm dụng. Đúng là giáo hội không bao giờ được phép chạy theo thời. Giáo hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ có quyền, cả những người trí thức và cả những kẻ thờ ơ hẹp hòi trước những nỗi thống khổ của thời đại. Vai trò ngôn sứ của giáo hội đã đưa nhân loại vào 1000 năm thường được biết là thời đại hắc ám hay thời đại mang rợ trí thức. Với những cuộc thập tự chinh, tòa hình án xử dị giáo, thiêu sống phù thủy vân vân, nhưng giáo hoàng không coi đó là cái xấu của thời đại mà là sự vinh quang của giáo hội, vì thời đại đó là thời hoàng kim của giáo hội. Do đó, trong thời đại hắc ám đó, chúng ta không thấy giáo hội nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại. Ở Croatia, trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, khi chính quyền Cato Balewicz cưỡng bách người chính thống giáo cải đạo, giết khoảng 700.000 người, 700.000 người. Người chính thống giáo và Ribbit, chúng ta cũng không thấy giáo hội nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại. Xin đọc The Vatican
Holocaust của Avon Manhattan. Tại sao? Vì chính giáo hội là cái xấu và cái nguy của thời đại. Ai không đồng ý xin mời lên tiếng. Ai là giám mục, tôi thấy có nhiệm vụ phải làm chuyện đó. Lại nữa, tình trạng suy đồi quá hiển nhiên, đức tin mệt mỏi, ơn gọi tu trì sút giảm, luân lý đạo đức xuống cấp, ngay cả trong giới giáo sĩ tình trạng bạo lực càng gia tăng. Đây là một sự kiện mà ai cũng biết đức tin mệt mỏi vì những con người có đầu óc không còn có thể tin vào những điều hoang đường, mê tín, phi lý đã quá lỗi thời. Ơn gọi tu trì sút giảm vì con người nhận thức được rằng chẳng có cái gì gọi là ơn kêu gọi cả. Và những người ngày nay đáp ứng ơn gọi tu trì chẳng qua chỉ là muốn có đời sống như một tộc trưởng của một bộ lạc, như chính giáo hoàng đã than phiền. Luân lý đạo đức xuống cấp không phải chỉ bây giờ mới xuống mà đã tệ mặt nhất trong quá khứ. Xin đọc bài đây. Những đức thánh cha trên giao điểm online.com tháng 6 năm 2007. Từ vị chủ trăng là chính giáo hoàng Benedict thứ 16 gần đây nói ngược nói xuôi ở Brazil, là đã từng xuyên tạc các tôn giáo khác như Hồi giáo và Phật giáo, cho đến những linh mục cưỡng hiếp nữ tu trên 23 quốc gia, và cho tới ngày nay gần 5.000 linh mục đã bị truy tố về tội loạn dâm, cưỡng bức tình dục trẻ em. Nhưng có vẻ như giáo hoàng cũng quên rằng chính mình khi còn là hồng y Ratzinger đã ra văn thư bao che các linh mục loạn dâm hay sao, cho rằng những vụ loạn dâm của các linh mục phải được xử lý kín trong nội bộ giáo hội, nghĩa là một hình thức xử lý nội bộ để bao che các linh mục phạm tội, để bảo vệ danh dự của, nếu có, của giáo hội. Tài liệu của Jamie Dovak trên Internet ngày 24 tháng 4 năm 2005 viết tên tờ Obersver: giáo hoàng cản trở cuộc điều tra về các linh mục loạn dâm, bức thư mật phanh phui ra chuyện Ratzinger, nay là giáo hoàng Benedict thứ 16, ra lệnh cho các giám mục phải giữ kín những vụ tố cáo linh mục loạn dâm. Tối qua, giáo hoàng Benedict thứ 16 phải đối diện với lời lên án là ông đã cản trở công lý. Sau khi người ta biết là ông ta đã ra lệnh phải giữ kín những vụ điều tra các linh mục bị tố cáo là cưỡng bức tình dục trẻ con. Lệnh này viết trong một bức thư mật gửi tất cả các giám mục vào tháng 5 năm 2001, mà tờ The Obersver lấy được bức thư khẳng định giáo hội có quyền điều tra kín và bảo mật các bằng chứng cho đến 10 năm sau các nạn nhân của các linh mục loạn dâm đến tuổi trưởng thành. Bức thư ký bởi Hồng Y Joseph Ratzinger được tuyển chọn tuần qua kế vị John Paul đệ nhị. Lời Chúa trong Thánh Kinh và những lời của các giáo phụ vang lên trong đầu tôi kết án những linh mục tử nào đó làm chó công để tránh bị phiền toái, và vì thế để cho nọc độc lan truyền. Nếu vậy thì giáo hoàng Pius thứ 12 và vô số những hồng y tổng giám mục, giám mục, linh mục có phải là chó công trong thời Hitler không? Không những chỉ là chó công mà còn là những tên đau phụ đích thân nhúng tay vào những vụ tàn sát người ngoại giáo như chính thống. Im lặng không phải là bổn phận của con người công dân. Và riêng tôi kinh sợ một giám mục chỉ biết an phận
chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột. Đây chính là sách lược của giáo hội khi ở thế yếu ở một nơi nào đó qua suốt dòng lịch sử, đặc biệt là trong thời đại của Hitler. Chúng ta thấy rất rõ, khi không còn ở vị thế quyền lực, nắm quyền sinh sát trong tay, và trước tình trạng suy thoái khó có thể cứu vãn, thì giáo hội đóng vai trò đạo đức. Nhưng cái mừng này không lừa bịp được ai. Cuộc công du Brazil của Benedict thứ 16 cho thấy ông ta là một con người thiếu đạo đức, của một vị chủ chăn nói ngược rồi lại bị chống đối, nói xui cho xong chuyện. Tôi chẳng nên mất thì giờ thêm với một con người đạo đức giả và vô đạo đức như tôn giáo Đông Đức, tôn giáo như Benedict thứ 16, các tín đồ Cato giáo Roma muốn ca tụng Đức Thánh Cha của họ thế nào cũng được. Tôi không ngăn cản, nhưng họ phải biết được một điều: thời buổi này không ai có thể lừa bịp được con người mãi mãi. Đầu óc, trí tuệ con người cũng đã tiến bộ, không còn ở trạng thái đầu óc của những con cừu trong thời Trung Cổ như trước. Sau đây chúng ta hãy đi sâu thêm vào núi tội ác thứ 5 của Cato giáo Roma, bắt hại người Do Thái. Nghiên cứu lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng những chính sách chống Do Thái là những sản phẩm đặc thù của Cato giáo, cũng như Tin Lành được chế tạo ra từ những đầu óc thuộc loại cuồng tín cùng cực hẹp hòi thuộc thời bán khai của một số giáo hoàng như Innocent thứ 3, của một số thánh Cato như Phaolô, John, trong tăng ước của một số thánh thượng phụ Cato giáo như Chrysostom, Bernard, Augustine, và của những nhà lập giáo Tin Lành như Martin Luther, John Calvin, vân vân. Cuồng tín hẹp hòi vì chỉ dựa vào một vài câu viết và bài trong tăng ước mà vu cho người Do Thái cái tội giết Chúa. Nếu Chúa toàn năng, toàn trí, của họ có thể bị giết bởi người thường. Trước khi trích dẫn những lời nói kỳ thị, nguyền rủa của các vị trên về người Do Thái, chúng ta hãy điểm qua một số ý kiến của các học giả về sự liên hệ giữa chính sách chống Do Thái của Kitô giáo và những lò thiêu người tập thể của Đức Quốc xã. Trước hết, chúng ta hãy đọc vài đoạn trong cuốn Một Mặt Đen Tối của lịch sử chính sách chống Do Thái qua các thời đại của Jerome Chatner, đã viết như sau. Tác giả Cato giáo Roma có tên tuổi Mắc Hồn, hay đã viết cho Juliet Insight cách đây 40 năm sau. Nơi thiêu người tập thể kinh khủng nhất của Đức Quốc xã không thể nào thực hiện được nếu không có những lời nói láo độc địa mà các giáo hội Kitô giáo đã làm nhiễm độc các dân tộc Kitô trong ít nhất là 1600 năm, trang 11. Không quá 40 năm trước đây, nghiên cứu của những chủ đề về những tài liệu về chống Do Thái của Kitô giáo thường bị coi là điều cấm kỵ trong những năm gần đây. Những nghiên cứu về Holocaust do tinh thần thảo luận cởi mở trong các giáo hội Kitô đã phanh phui ra vai trò cốt yếu của giáo hội trong chính sách bạo hành những người Do Thái sống trong xứ Kitô, trang 29. Thái độ của Luther chẳng bao lâu trở thành chống Do Thái một cách hiển nhiên năm 1542. Luther phát tán một tờ truyền đơn về người Do Thái và những lời nói láo của họ. Tiếp theo là một tiểu luận khác, trong đó có ông ta
chỉ trích gắt gao bằng loại ngôn từ không kém độc địa như những lời đã từng làm đưa ra đối với người Do Thái từ trước hoặc sau đó. Luther, ông tổ của giáo phái Tin Lành, với lời lẽ vừa châm biếm vừa tục tiểu nhắc lại mọi luận điệu lên án Do Thái từ trước. Với những điều chúng ta đã quen thuộc, người Do Thái là những kẻ bỏ thuốc độc vào giếng nước, những kẻ cho vay nặng lãi trong ký sinh trùng trong xã hội Kitô, song hành với Sa Tăng, những kẻ bị đày đọa xuống hỏa ngục trong những bản văn của Luther. Một hình ảnh cũ được đưa ra Do Thái là những kẻ chống Chúa. Luther không thể không để cho những độc giả của ông ta tự tưởng tượng ra những điều ông ta quan niệm về một chương trình đối xử với người Do Thái. Ông ta vạch rõ cần phải đốt sập những giáo đường Do Thái, tịch thu sách vở Do Thái, cưỡng bách người Do Thái phải lao động chân tay cực nhọc. Tốt hơn nữa, cần phải trục xuất người Do Thái ra khỏi những đất đai của họ. Theo sử gia Lux David Dow, người ta có thể dễ dàng kéo một đường chống Do Thái thẳng từ Martin Luther tới Adolf Hitler. Cả Luther và Hitler đều bị ám ảnh bởi một vũ trụ quỷ sứ mà người Do Thái sống trong đó. Khi chúng ta duyệt lịch sử chống Do Thái trong thế kỷ 20 ở Tây Âu, chúng ta nhận ra rằng có một chuỗi xích quan niệm về triết lý nói sự cải cách của Kitô giáo và sự nổi dậy của chủ nghĩa Hitler. Tiến sĩ Michael Brown, khoa trưởng trường cao cấp về thần học tại Gadebook, Maryland, USA, trong cuốn Bàn tay của chúng ta dính dơ đầy máu, viết với nhiều chi tiết về chương trình đối xử với người Do Thái của Martin Luther như sau. Thứ nhất, phải đốt sạch những giáo đường Do Thái. Thứ nhì, nhà cửa của họ cũng phải thiêu hủy. Thứ ba, họ không được giữ những cuốn kinh cầu nguyện và thánh kinh Do Thái. Thứ tư, phải cấm những giáo sĩ của họ giảng đạo, nếu không sẽ bị xử tội chết. Thứ năm, những quyền lợi về giấy thông hành và du hành của những người Do Thái phải tuyệt đối cấm. Thứ sáu, họ phải ngưng lấy lãi khi cho vay tiền. Thứ bảy, hãy cấp cho thanh thiếu niên hay nam nữ Do Thái những cái đập búa, búa diều, cuốc, thuẫn để chúng kiếm ăn bằng mồ hôi trên mũi chúng. Chúng ta phải trục xuất bọn nhãi ranh lười biếng trên ra khỏi hệ thống của chúng ta. Như vậy là đuổi chúng cút đi chỗ khác. Nói tóm lại, các ông hoàng và nhà quý phái thân yêu mà các người Do Thái trong các xứ của mình, nếu lời khuyên này của tôi không hợp với các người thì các người hãy tìm một cách tốt hơn để quý vị và tôi không còn phải mang cái gánh nặng không thể chịu đựng được nữa của những kẻ gian ác người Do Thái. Trong một đoạn khác, tiến sĩ Brown viết trang 7, Kitô giáo không tạo ra sự hủy diệt tập thể dân Do Thái của Đức Quốc xã, nhưng Kitô giáo đã làm cho sự hủy diệt trên thành hình. Không có sự chống Do Thái của Kitô giáo, người ta không thể quan niệm nổi một chính sách hủy diệt như vậy. Hitler và những đảng viên quốc xã đã tìm thấy trong pháp chế chống Do Thái của Công giáo trong thời Trung Cổ một mẫu mực hành động cho chính họ, và họ in lại những văn kiện chống Do Thái độc địa của Martin Luther. Chúng ta nên biết chính sách hủy diệt tập thể này chỉ được gây ra bởi một nước lớn ở Âu Châu, trong đó số tín đồ Công giáo và Tin Lành xấp xỉ bằng nhau. Cả hai tôn giáo trên đều chứa đầy sự thù hận người Do Thái. Trong gần 2000 năm, thế giới Kitô đã tàn nhẫn làm mất nhân tính của người Do Thái, khiến cho chính sách hủy diệt tập thể kết quả chung cùng của sự làm mất nhân tính này có thể thành tựu trong những năm dài đen tối của thời Trung Cổ. Người Do Thái thường được phép tròn rửa tội hoặc bị trục xuất rửa tội hoặc bị tra tấn rửa tội
hoặc là chết. Một tài liệu khác trên Internet cho chúng ta biết thêm chi tiết về con người của Martin Luther đối với người Do Thái. Đây là một phần những gì Luther viết vào năm 1543. Nên để ý có vẻ như Adolf Hitler đã dùng chúng như là sự chỉ đạo tổng quát để áp dụng giai đoạn đầu tiên trong pháp cuối cùng. Trong giải pháp cuối cùng đối với người Do Thái, hãy để tôi cho các người những lời khuyên chân thật của tôi. Thứ nhất, hãy đốt sạch mọi giáo đường hay trường học của chúng và chôn vùi chúng dưới lòng đất. Những gì không thể đốt được để cho không ai có thể thấy được một viên đá hay một mảnh than cháy dở. Phải thực hành điều này để vinh danh Chúa của chúng ta và cho tập thể người Kitô. Thứ nhì, hãy phá hủy triệt hạ nhà của chúng. Thứ ba, phải cướp đi mọi kinh cầu nguyện và kinh Talmud, là những điều viết trong đó những lời nói láo, nguyền rủa, phỉ báng và thờ thần tượng. Thứ tư, phải cấm không cho những thầy tu Do Thái giảng đạo, nếu không sẽ bị hành quyết và chặt chân tay. Thứ năm, phải cấm tuyệt không cho chúng du hành tự do trên các trục giao thông, vì chúng không có nhiệm vụ gì ở các vùng quê, vì chúng không phải là những lãnh chúa, viên chức, chính quyền, thương gia, vân vân. Hãy bắt chúng ở yên trong nhà, nhà nào? Sau khi đã phá hủy và triệt hạ nhà của người Do Thái trong lời khuyên thứ hai. Thứ sáu, phải cấm chúng hành nghề cho vay lãi và phải tịch thu mọi tiền bạc, vàng bạc quý giá của chúng, giữ riêng nơi an toàn. Ai giữ riêng ngoài giáo hội Kitô? Đây chỉ cho hành động cướp cạn của giáo hội. Thứ bảy, hãy cấp cho thanh thiếu niên nam nữ Do Thái những cái đập búa, cái diều, cuốc, thuẫn để chúng kiếm sống bằng mồ hôi trên lông mày của chúng. Linh mục David Maxson, giáo sư về tôn giáo Đại học John Carroll, Cleveland, Ohio, viết trang 27: không còn nghi ngờ gì là lò thiêu sống tập thể người Do Thái trong những thập niên 1930 và 1940 ít nhất cũng là một phần kết quả trực tiếp của 2000 năm người Kitô giáo chống Do Thái. Hơn nữa, sự lương thiện trí thức đòi hỏi rằng căn nguyên của những lời phỉ báng chống Do Thái của Kitô giáo thì nằm ở trong chính sách cuốn Tân Ước, đặc biệt là những phúc âm. Và học giả Elisa Buckingham viết trong cuốn Đạo Do Thái trong thời kỳ hậu Kitô, Zendai, về sự phá sản đạo đức của nền văn minh Kitô giáo và sự phá sản tâm linh của Kitô giáo như sau, trang 287. Sau 19 thế kỷ của Kitô giáo, sự hủy diệt 6 triệu người Do Thái, trong đó có 1,5 triệu là trẻ con, được thi hành với máu lạnh ngay trong lòng Kitô giáo ở Âu Châu, được khuyến khích bởi sự im lặng tội lỗi của hầu như toàn thể thế giới Kitô giáo, gồm cả một đức thánh cha không thể sai lầm ở La Mã. Đó chính là quả tất nhiên của sự phá sản. Có một đường thẳng kéo dài từ hành động áp bức đầu tiên đối với người Do Thái và đạo Do Thái vào thế kỷ thứ tư cho đến các lò giết người tập thể trong thế kỷ 20. Chính sách diệt chủng Do Thái của Kitô giáo là một sự kiện bất khả phủ bác. Chính giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng đã thú nhận núi tội ác này của Kitô giáo. Đúng vậy, năm 2000, giáo hoàng John Paul đệ nhị đến thăm viếng Do Thái, bày tỏ lòng tôn kính đối với những nạn nhân Holocaust của Đức Quốc xã, và để lại giữa những tảng đá cổ của bức tường phía tây Jerusalem lời cầu nguyện sau đây: Thiên Chúa của chúng ta tôi, Ngài đã chọn Abraham và những hậu duệ của ông ta để mang tên Ngài tới những quốc gia. Chúng con vô cùng sầu thảm về những hành động của những người trong dòng lịch sử
đã làm cho con cái của người đau đớn. Và xin Ngài tha thứ chúng con ước nguyện sẽ dẫn thân vào cuộc tạo hình anh em thân mật với dân tộc mà Ngài đã giao ước. Những lời trong dòng lịch sử mà giáo hoàng nói đến là những người nào? Giáo hoàng không nói rõ những ai, cũng biết đó là những người Kitô giáo, Cato giáo cũng như Tin Lành. Chúng ta hẳn còn nhớ ngày 12 tháng 3 năm 2000, giáo hội San Paolo đệ nhị cùng một số hồng y và tổng giám mục đã xưng thú 7 núi tội ác của giáo hoàng của Cato giáo Roma đối với nhân loại tại Vatican. Và một trong 7 núi tội ác là vu khống cho người Do Thái, cái tội giết Chúa và bắt hại người Do Thái trong nhiều thế kỷ. Lời cầu nguyện trên là chứng tỏ Cato giáo thờ cùng một Thiên Chúa với người Do Thái. Suốt 2000 năm lịch sử, Cato giáo đã gây ra hết tội ác này đến tội ác khác. Đối với nhân loại, bất cứ khi nào cần hoặc khi không còn có thể che giấu tội ác của giáo hội trước những tác phẩm nghiên cứu của các học giả ở trong cũng như ở ngoài giáo hội, thì giáo hội lại diễn xuất màn kịch ăn năn hối cải và xin được Thiên Chúa tha thứ, chứ không phải là xin được các nạn nhân của giáo hội tha thứ. Và lương tâm giáo hội lại yên ổn để tiếp tục làm tội ác, bất kể là thực ra có Thiên Chúa hay không. Và nếu có thì Thiên Chúa có chịu tha tội cho giáo hội hay không? Như ngày nay, đối với giới trí thức và hiểu biết thì vấn đề xin Thiên Chúa tha thứ cho giáo hội đã trở thành vô nghĩa, mà thực chất chỉ là hành động che giấu tội ác. Bởi vì Graham đã viết trong cuốn Những Dối Trá và Huyền Thoại của Thánh Kinh, trang 425 như sau: con người hãy tha thứ cho Thiên Chúa vì hắn ta không biết là mình đã làm gì, dựa theo một câu của Giê-xu trước khi chết trên cây thập giá. Tất cả sự sống đã chứng tỏ sự kiện thê thảm này. Do đó vấn đề không phải là Thiên Chúa có tha thứ tội lỗi cho con người hay không, mà là con người có thể tha thứ cho sự độc ác của Thiên Chúa hay không. Và ngày nay vấn đề đặt ra không phải là Thiên Chúa có tha thứ cho giáo hội hay không, mà là những nạn nhân của giáo hội trong suốt 2000 năm nay có chịu tha thứ cho Thiên Chúa của giáo hội hay không. Vì tất cả những gì giáo hội làm đều nhân danh Thiên Chúa và áp dụng những điều Thiên Chúa đã dạy trong Thánh Kinh. Đặc biệt là con người Do Thái. Con người Do Thái là tập đoàn kẻ thù đã giết Chúa. Phân tích vấn đề này, chúng ta thấy Giê-xu cùng với bà mẹ Maria, 12 ông đồ, 12 tông đồ và 3 trong 4 tác giả của 4 phúc âm đều là người Do Thái. Vậy tại sao Kitô giáo lại gieo rắc hận thù và bắt hại người Do Thái trong gần 2000 năm nay? Vấn đề chính là dân Do Thái không tin Giê-xu là Chúa cứu thế, chỉ coi Giê-xu như là một nhà tiên tri Do Thái như mọi nhà tiên tri khác. Điều này trái với tín ngưỡng của Cato giáo, chủ trương đưa con người vào trong vòng mê tín thờ phụng thần linh mà họ gọi là Chúa. Chúng ta đã biết Cato giáo tự nhận là tông truyền, cho nên bất cứ niềm tin nào khác với Cato giáo đều phải diệt bỏ. Trong thời Trung Cổ, giáo hội Công giáo đã phát động những cuộc thập ác chinh, không những để diệt những người Hồi giáo, Do Thái giáo, mà còn tiêu diệt cả những tín đồ Kitô giáo nào không phải là Cato giáo chính thống. Thí dụ như dân Cathars ở Languedoc, Pháp chẳng hạn. Để khuyến khích và nuôi dưỡng sự thù hận của tín đồ Kitô đối với dân Do Thái, giáo hội Cato bắt đầu từ Thánh Phaolô
vu khống dân Do Thái cái tội giết Chúa. Nhưng giáo hội cố tình quên rằng Giêsu là người Do Thái, bố mẹ Giêsu là người Do Thái, tổ tiên Giêsu là người Do Thái, 12 tông đồ đầu tiên của Giêsu cũng là người Do Thái, và Giêsu chịu ảnh hưởng rất nhiều của Do Thái giáo qua cuốn Cựu Ước. Tuy có thể người đóng đinh Giêsu lên thập giá là người Do Thái, nhưng người kết tội tử hình Giêsu là người Palestine, toàn quyền La Mã. Vậy những người đóng đinh Chúa trên thập giá chỉ là những người thi hành một bản án, cũng như các đao phủ khi xưa chém đầu tội nhân bị kết án tử hình. Ngoài ra, giáo hội luôn luôn dạy rằng Chúa là con một của Thượng Đế giáng trần để làm nhiệm vụ chuộc tội cho nhân loại trước sự đầy ải thù hằn của Thượng Đế. Tình nguyện chết trên thập giá, dùng máu mình để rửa sạch tội lỗi của con người. Vậy những người đóng đinh Giêsu trên thập giá, dù họ thực sự là người Do Thái, thì đó chẳng qua họ chỉ làm theo sở nguyện của chính Chúa Giêsu, đáng lẽ phải được tuyên dương công trạng vì đã giúp Chúa hoàn thành nhiệm vụ chuộc tội, chứ sao lại kết tội là giết Chúa. Kết tội người Do Thái giết Chúa là thừa nhận Giêsu không phải là Chúa Con. Quyền phép vô biên và phủ nhận luôn việc ý nghĩa của việc Chúa giáng trần, ý nghĩa của việc tình nguyện chịu đóng đinh trên thập giá, vân vân. Nhưng theo những chuyện không thể tin được trong Tân Ước thì Giêsu đâu có chết, vì chưa đầy 3 ngày sau ông ta sống dậy và 40 ngày sau đó bay lên trời. Vậy thì thực ra Giêsu chết hay không chết? Nếu không chết thì ai là người giết Chúa? Và cái màn bị đóng đinh trên cây thập giá chỉ là một màn bịp bợm về cái gọi là chịu khổ nạn để chuộc tội cho thế gian. Những sự mâu thuẫn cùng cực trong sách lược chống Do Thái của giáo hội Cato như trên, và những mâu thuẫn hiển nhiên trong nền thần học của Kitô giáo không hề làm bận tâm các tín đồ, và họ thản nhiên hành hạ tàn sát người Do Thái theo cách sách lược của giáo hội, và tiếp tục thù ghét người Do Thái cho tới ngày nay, khi họ không còn quyền lực để cưỡng bức người Do Thái phải cải đạo, trục xuất, lưu đày hoặc thiêu sống người Do Thái như họ đã làm trong quá khứ. Đọc về những cung cách đối xử với dân Do Thái của giáo hội Cato Roma nói riêng, của Kitô giáo nói chung, tôi thấy thật là tội nghiệp cho dân Do Thái và tội nghiệp luôn cho đám tín đồ Kitô. Đầu óc mù mịt, nhắm mắt theo sách lược chống Do Thái của Kitô giáo để cho những bàn tay của mình dính đầy máu của những người Do Thái vô tội, mà không hề biết đến những mâu thuẫn cùng cực trong sách lược này. Sau đây tôi xin đi vào một số chi tiết của những biện pháp mà một số giáo hoàng, những vị đại diện của Chúa trên trần và một số chức sắc cao cấp trong hàng giáo phẩm Cato và Tin Lành đã dùng để đối phó với dân Do Thái. Chính sách chống Do Thái của Kitô giáo, đặc biệt là Cato giáo Roma suốt 2000 năm nay, được mục sư Annie Ringgat tóm tắt trong 7 trang sách trong cuốn Going by the Book. Sau đây là vài đoạn trích dẫn. Điều rõ ràng là nhiều sự bạo tàn đối với người Do Thái trong 2000 năm qua có thể tìm thấy trong những hạt giống nghi ngờ và bất tín gieo trong Tân Ước. Ngay từ thời đầu của Kitô giáo, các tín đồ đã coi người Do Thái như là những đứa con ương ngạnh của Thượng Đế. Và kẻ thù của Giêsu, những cảm nghĩ chống Do Thái này ta có thể thấy rõ ràng trong quyển Công vụ các sứ đồ, trong đó có người Do Thái bị gọi bằng những danh từ cứng cổ, phản bội và dân giết người. Cái luận điệu này đã được nhấn mạnh trong bức thư tông đồ đầu tiên của Phao-lô gửi cho dân Thê-la-so-nát
Trong đó ông đổ cho người Do Thái cái tội giết Chúa. Phúc âm Matthew mô tả người Do Thái đã thốt ra một lời nguyền rủa trên chính thân dân tộc của họ: hãy đòi máu Chúa trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Tuy rằng ngày nay hầu hết các học giả đều cho câu trên là do sự nguy tạo của tác giả phúc âm Matthew. Qua nhiều thế kỷ, câu trên đã được dùng làm cái cớ và biện minh cho sự giết chóc người Do Thái. Có lẽ luận điệu chống Do Thái mạnh nhất là ở trong phúc âm của John. Thật khôi hài là trong phúc âm này mà nhiều tín đồ Kitô gọi là phúc âm của tình thương yêu lại có những câu phỉ báng và nguyền rủa người Do Thái. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi những lời trên và những lời khác làm giảm giá trị của Thánh Kinh được làm nhiên liệu cho những ngọn lửa của đức tin mù quáng. Người Do Thái đã trở thành mục tiêu của nền thần học méo mó dựa trên sự ngu tối, thiên kiến và uy quyền tràn ngập kết hợp với những điều viết trong Thánh Kinh. Ngay từ buổi sơ khai, các tín đồ Kitô coi người Do Thái như là những kẻ giết Chúa và là kẻ thù của Kitô giáo. Những thái độ độc địa này lan nhanh từ cộng đồng Kitô sang mọi khu vực của xã hội và đưa đến sự bắt hại người Do Thái. Đặc biệt là sau khi Kitô giáo trở thành tôn giáo của Roma, công giáo Roma dưới thời Constantin ở thế kỷ thứ tư, hàng giáo phẩm Kitô giáo khuyến khích các hoàng đế La Mã đối đãi khắc nghiệt với người Do Thái, dân thường không được theo đạo Do Thái và đời sống của người Do Thái bị nhiều hạn chế. Những người Do Thái và Kitô giáo lấy nhau bị xử tội chết. Hoàng đế La Mã theo Đồ sốt 2 cấm người Do Thái không được giữ những chức vụ trong chính quyền hoặc xây ra những giáo đường. Hoàng đế Justinian còn đi xa hơn, kết án người Do Thái là dị giáo và ra lệnh tịch thu các giáo đường Do Thái để làm nhà thờ Kitô. Justinian cũng còn hợp pháp hóa những hành động của những giám mục và linh mục Kitô cướp, phá và thiêu hủy các giáo đường Do Thái. Những đạo luật chống Do Thái ở Tây Ban Nha còn khắc nghiệt hơn. Năm 694, cộng đồng thứ bảy ở Toledo tuyên cáo mọi người Do Thái là nô lệ và ra lệnh tịch thu tài sản của họ. Cộng đồng cũng ra sắc lệnh là khi các em nhỏ Do Thái lên 7 tuổi thì phải tách chúng ra khỏi gia đình để cho giáo hoàng, để cho giáo phẩm Kitô giáo dạy dỗ chúng, và khi lớn lên chúng phải kết hôn với người Kitô. Sử gia nổi tiếng của Solomon ước tính có 10.000 Do Thái bị giết ở Trung Âu trong cuộc đệ nhất thánh chiến, sự tàn sát tập thể kéo dài và ghê rợn. Những nạn nhân người Hồi giáo và Do Thái giáo, nam nữ và trẻ con đã gia tăng khi Jerusalem thất thủ. Nhiều người Do Thái bị thiêu sống ngay trong giáo đường của họ. Năm 1215, dưới triều đại của giáo hoàng Inconnat thứ ba, sắc lệnh được ban bố quy định mọi người Do Thái nam trên 13 tuổi, nữ trên 11 tuổi đều phải mang một băng màu vàng ở đằng trước và đằng sau áo của họ. Cái huy hiệu này được coi như một dấu hiệu của sự ô nhục, tượng trưng cho sự chia rẽ thù nghịch giữa người Kitô giáo và những kẻ được coi là giết Chúa. Sự bách hại dân Do Thái này đã được tiếp tục suốt trong thời Trung Cổ. Ngày 4 tháng 6 năm 1391, phó chủ giáo ở Ecija xúi dục một cuộc nổi dậy ở Seville, Tây Ban Nha, với kết quả có 4.000 người Do Thái bị giết. Cùng mùa hè năm đó, từ thị trấn này
qua thị trấn khác ở khắp châu Âu, người Do Thái bị thiêu sống trong nhà hoặc giáo đường của họ. Số người chết lên đến 50.000 người ngay từ lúc đầu. Đạo Tin Lành cũng chống Do Thái như là đạo Cato. Martin Luther, sáng lập viên và là nhà lãnh tụ của cuộc cải cách Tin Lành năm 1517, cũng mãnh liệt bắt hại người Do Thái. Điều này đã đưa chúng ta tới một kỷ nguyên chống Do Thái kinh khủng nhất mà thế giới đã thấy. Sự tàn sát tập thể nhiều triệu người Do Thái bởi những lực lượng Đức Quốc xã trong kỳ đệ nhị thế chiến là kết quả của nhiều yếu tố xã hội, chính trị, văn hóa, tâm lý và tôn giáo. Tuy nhiên, Kitô giáo phải gánh một phần trách nhiệm. Adolf Hitler là một tín đồ Cato, hắn chưa bao giờ bỏ giáo hội và cũng chưa bao giờ bị tuyệt thông. Trong cuộc thảo luận với giám mục Banin ở Osnabrück vào tháng 4 năm 1933, Hitler ghi nhận: đối với dân Do Thái, tôi chỉ thi hành cùng một chính sách mà giáo hội Cato đã theo trong 1.500 năm. Hitler cho rằng mình đã theo sự chỉ đạo của giáo hội, đặt kế hoạch thực hiện những gì mà những tín đồ Cato đã làm trong suốt dòng lịch sử giết người Do Thái. Không còn nghi ngờ gì nữa là sự chống Do Thái của Đức Quốc xã là dẫn xuất từ, ít ra là một phần, chính sách chống Do Thái của Kitô giáo. Nền tảng của chính sách này, Do Thái hội Cato đặt ra những điều mà Luther chủ trương sau này. Cùng nhau, lòng tin mù quáng của Kitô giáo và ý niệm quốc gia của Đức Quốc xã đã gây nên sự điên rồ giết hại 6 triệu người Do Thái. Kitô giáo đã làm mất nhân tính của người Do Thái như thế nào? Chúng ta hãy đọc lời mô tả của giáo đường Do Thái sau đây của chính Thánh John Chrysostom trong thế kỷ thứ tư, người được coi là một trong những thượng phụ lập giáo vĩ đại nhất của Cato giáo. Cái giáo đường Do Thái còn tệ hơn là một ổ điếm, là sào huyệt của những tên vô lại và là nơi vãng lai của những loài dã thú, là đền đài của quỷ dữ hiến thân cho sự sùng bái hình tượng, là nơi trú ẩn của quân cướp và kẻ trụy lạc, đó là nơi hội họp của những kẻ phạm tội, nơi hội họp của những kẻ giết Chúa, một nơi tệ hơn là một tiệm rượu, là sào huyệt của những tên trộm cắp, là một nhà chứa, nơi trú ngụ của những kẻ phạm tội, nơi trú ẩn của quỷ. Đó là ngôn từ của một vị thánh Cato, một nhà lập giáo vĩ đại của Cato giáo. Không biết có phải do truyền thống Cato giáo hay không mà trước đây giáo hoàng John Paul đệ nhị đã dùng những ngôn từ thiếu văn hóa để phê bình những nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ và Hồng Y Ratzinger, nay là giáo hoàng Benedict thứ 16, cũng dùng những ngôn từ khá là hạ cấp và thiếu giáo dục để phê bình Phật giáo như chúng ta đã biết. Nhưng không phải chỉ có thánh John Chrysostom là có loại ngôn từ đặc biệt như trên. Chúng ta hãy đọc vài lời thánh phán khác của Cato giáo Roma. Thánh Bernard coi toàn thể dân tộc Do Thái là súc vật ngu dại đần và còn tệ hơn là cả súc vật nữa. Một loại thông minh thô thiển, ngu đần vì chúng không chịu theo Chúa. Với kiến thức của nhân loại ngày nay về vũ trụ học, sinh học, xã hội học, tôn giáo học, vân vân, thì lời mô tả này để dành cho những người theo Chúa thì có lẽ đúng hơn. Thánh Augustine, nhà thần học vĩ đại nhất của Cato giáo, nói trong một bài giảng đạo: người Do Thái bắt giữ ông ta, Giê-xu, nhục mạ ông ta, trói ông ta,
đội mũ gai cho ông ta, phỉ nhổ làm nhục ông ta, quất roi lên người ông ta, treo ông ta lên cây, đâm ông ta bằng một cây giáo. Người Do Thái đã giết ông ta. Trong một bài giảng khác của Augustine, gán cho người Do Thái tội cố ý mù quáng, không biết đến thánh kinh, thiếu hiểu biết và những kẻ ghét chân lý. Những lời thánh phán như trên chứng tỏ những thánh Cato đó bản chất chỉ là những kẻ cuồng tín ngu đần của thời bán khai. Đó là những người mà Cato giáo ca tụng là thượng phụ lập giáo của Cato giáo. Ngày nay chúng ta biết rằng vô thần, không tin vào Thiên Chúa, không tin vào thánh kinh, không chịu theo Chúa chính là một biểu hiện của danh dự, của sự thông minh, sự suy thoái của Kitô giáo trên khắp thế giới, song song với sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Hơn gì hết đã chứng tỏ điều này. Về những lời thánh phán như trên về vấn đề Cato giáo bách hại dân Do Thái, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một người theo Cato giáo khoảng 30 năm lúc thiếu thời, trong một bài viết vô cùng giá trị đối với các tín đồ Cato giáo để họ hiểu rõ đạo của mình, với nhan đề ít nhiều nhận định về Thiên Chúa giáo, đăng trong cuốn Tại sao không theo đạo Chúa, tuyển tập 1, trang 41-42, đã viết một cách châm biếm như sau: cái thắc mắc khác của tôi là một giáo hội đầy ơn Chúa, đầy chân lý và tình thương như vậy, khi thực sự đã cai trị Âu Châu, lại làm cho Âu Châu run sợ vì tàn ác. Linh mục Awad Sitman, tác giả quyển The Bobber and the Zeal in the Middle Ages, cũng đã phải thành khẩn công nhận rằng khi Âu Châu được đặt dưới quyền thống trị của các giáo hoàng thời Trung Cổ đã không biết chuyện bình đẳng và công bằng luật pháp, thì đã mang từ ý hướng đến hình phạt và đã chỉ mũi dùi vào dân chúng Do Thái tội nghiệp. Tôi lại càng thêm phục giáo hoàng Inconstant Đệ Tam, vì đã coi dân tộc Do Thái ngang hàng với bò, với súc vật, và ngài còn cho thế là lịch sự tử tế, vì theo ngài, tiên tri Inconstant đã coi dân Do Thái thua bò, thua giống vật nữa. Nếu Notre Dame mắc các vị này đều là gốc Do Thái mà đọc được những lời của giáo hoàng Inconstant thứ ba, chắc phải khiếp vía, vì không biết ngài thông minh đến mức nào mà dám coi người Do Thái như bò, như súc vật. Khi đã coi rẻ Do Thái đến như vậy, đã coi đạo Do Thái tầm thường đến như vậy, thì tịch thu các sách Talmud, thánh thư của Do Thái giáo, chất lên nhiều xe đem ra đốt giữa thành phố Paris năm 1242 theo lệnh của vua thánh Louis, và được sự chúc phúc tán đồng của giáo hoàng Rock đệ cửu, là một chuyện rất tầm thường đối với Công giáo, vì những thánh thư Do Thái đồi bại như vậy, giữ nó để làm gì? Có một điều khó hiểu là những thế kỷ thứ 11 đến 15 huy hoàng như vậy đối với người Do Thái lại là 4 thế kỷ kinh hoàng. Chẳng những thế, ngay người Âu Châu cũng đã vô ơn, đã đầy thiên kiến khi đánh giá những thế kỷ Trung Cổ 476 đến 1453. Đầy ánh sáng Thiên Chúa và phúc âm ấy là thời đại hắc ám, nhưng khi phong trào khảo cứu lại nền văn minh Hy Lạp nảy sinh ra, họ đã dám gọi đó là thời kỳ phục sinh. Thế kỷ thứ 14 đến 16, và khi phong trào đề cao lý trí con người được khởi xướng, họ lại dám gọi đó là thời kỳ phát quang. Thật là ngạo mạn, nhảm nhí vô cùng. Các giáo hoàng thánh Cato
coi người Do Thái tệ mặt như vậy. Nhưng thực sự thì sao? Ai cũng biết Do Thái là một dân tộc thông minh, có nhiều cá tính xuất sắc trong mọi lĩnh vực, và nhất là có tài làm ra tiền. Nền tư bản của Mỹ ít ra là một phần nằm trong tay người Do Thái. Vì là một dân tộc thông minh nên người Do Thái không thể chấp nhận Giê-xu. Có người của một anh thợ mộc đầu óc và kiến thức không có gì đặc biệt, tư cách kém cỏi. Theo như nhận định của một triết gia, Bertrand Russell, làm chúa cứu thế của dân tộc họ, đây là lý do chính làm Cato thù ghét người Do Thái, vu cho người Do Thái cái tội giết chúa để có cớ kích động sự thù hằn trong đám giáo dân ngu tối cuồng tín, hồ hởi bắt hại người Do Thái để vinh danh Thiên Chúa trên trời. Sau đệ nhị thế chiến, với chính sách diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã, với sự im lặng đồng lõa của Kitô giáo, chính giáo hoàng John thứ 23 đã đưa ra lời cầu nguyện sau đây cho giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Dấu ấn của Catin đã đóng lên trán của chúng ta qua nhiều thế kỷ. Người anh em Albert của chúng ta đã nằm trên vũng máu mà chúng ta rút ra, và tràn nước mắt mà chúng ta đã gây ra vì đã quên đi tình yêu thương của người. Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng tôi về lời nguyện rủa mà chúng tôi đã gán cho những người Do Thái. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã đóng đinh Ngài trên thập giá lần thứ hai trong thân thịt của họ. Vì chúng tôi không biết là chúng tôi đã làm gì. Thánh Kinh viết, vì sự bất công của Thượng Đế nên Cain ghen tị và giết em ruột của mình là Albert Trần Trung Ngọc. Nhiều người Cato cho rằng Đức Thánh Cha của họ rất chân thành thú nhận tội ác của Cato giáo trong vấn đề bắt hại người Do Thái. Nhưng thực ra thì không phải là vì chúng tôi không biết là chúng tôi đã làm gì, mà là chúng tôi đã biết rất rõ là chúng tôi đã làm gì. Chúng tôi đã theo sát lời dạy của Chúa Giê-xu trong Tân Ước Luca 19:2-27: hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng. Nghĩa là những người không muốn trở thành tôi tớ hèn hạ của Chúa, và giết chúng ngay trước mặt ta. Mặt khác, gây tội ác với người Do Thái thì phải thành tâm xưng tội và tạ tội với người Do Thái, chứ không thể xin Chúa tha tội. Chúa ở đâu mà tha tội? Mang một cái hình bóng tưởng tượng ra để chạy tội thế gian là một điều không ai có thể chấp nhận ngày nay. Mấy ông mục sư, linh mục đi hiếp dâm con nít vẫn phải vào tù ngồi để đền tội, bất kể là Chúa có tha tội cho họ hay không. Sau đệ nhị thế chiến, cả hai giáo hội Cato và Tin Lành với mặt cảm tội lỗi đã tỏ ra hòa hoãn hơn đối với dân Do Thái. Hai tôn giáo này cũng tỏ ra ít nhất là ở ngoài mặt bất kỳ thị hơn đối với những tôn giáo phi Kitô. Chính sách bắt hại người Do Thái của Cato và Tin Lành đưa đến sự tàn sát có tính cách diệt chủng 6 triệu người Do Thái trong những trại tập trung của Đức Quốc xã, đã làm cho cả thế giới bất bình yên, lên án. Trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, giáo hội Cato không còn chọn lựa cách nào khác. Vì quyền lực thế lực đã mất, không còn khả năng bắt hại những người ngoại đạo bằng những hành động bất nhân tàn ác, là phải đưa ra chiêu bài hòa hợp tôn giáo trên đầu môi chót lưỡi. Qua công cộng đồng Vatican II, nhưng trên thực tế Cato giáo Roma vẫn cho rằng chỉ có một con đường duy nhất đưa đến sự cứu rỗi của Giê-xu là đi qua ngã trung gian Vatican. Và cũng vì vậy, trong hơn 40 năm nay, chiêu bài hòa hợp tôn giáo của Vatican vẫn chỉ có trên mặt văn tự. Không, vì không có hệ phái Kitô nào khác chịu hòa hợp với một định chế tôn giáo gian dối, chuyên nói ngược, nói xuôi những tôn giáo phi Kitô còn dè dặt hơn nữa.
vì những kinh nghiệm lịch sử cho thấy rõ ràng hòa hợp tôn giáo với Cato giáo Roma là đánh đu với tinh. Bài viết đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ làm một cái đề tài nghiên cứu khác của một tác giả khác, đó là Charles Nguyễn. Nó cũng nói về Công giáo. Mình so sánh những cái bản nghiên cứu này và những bản nghiên cứu khác để có những thông tin đích thực hơn về Thiên Chúa giáo từ trước đến nay. Và hiện đang họ Thiên Chúa giáo ở khắp đất nước Việt Nam của mình. Vì thế cho nên mình khi nghe được những cái lịch sử chân thật nhất của Thiên Chúa giáo, chúng ta nên cẩn thận dè dặt đối với con chiên cũng như những linh mục mà chúng ta đang tiếp xúc hoặc là đang làm quen bạn bè thân hữu. Chúng ta cẩn thận, cực kỳ cẩn thận đối với họ. Và xin mời các bạn hãy đăng ký kênh để có những bài viết mới, các bạn sẽ nhận được thông báo mới để hoàn thiện cái lĩnh vực mình muốn tham khảo và nghiên cứu. Xin tri ân các bạn đã lắng nghe.